Ngày 18 tháng 8, Lữ đoàn 1 nhảy dù bắt đầu xung trận, tuyến xuất phát khởi từ làng Hà Nha. Hà Nha là một dãy đồng bằng hẹp, bên trái là con đường độc đạo dẫn vào Thường Đức, bên phải giáp với chân của trạng Sơn Gia, còn gọi là Sơn Gà, cao ngất trời xanh. Các đơn vị nhảy dù chưa thành từng toán nhỏ, đeo bám trên các sườn núi để diệt các chốt cộng sản bằng lựu đạn. Vừa vượt tuyến xuất phát khoảng một cây số, thì chạm mạnh với địch quân, họ phải giành giật từ ngôi nhà, từng gốc cây trên con đường độc đạo dẫn vào quận Thường Đức. Đoạn đường năm cây số vô cùng gian nan hiểm trở, với nhiều bẫy và pháo tập gài sẵn của địch. Đoàn quân nhảy dù súng hòm trên tay, cẩn trọng trải rộng đội hình dẫn bước vào lò lửa đang sôi sục. Đây quả thật là một thử thách. Đo lượng sự can đảm, kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu của các chiến sĩ dù trước khi họ thực sự tham dự một trận đánh để đòi quanh ngọn đồi đẫm máu 1062. Về phía Cộng sản Bắc Việt, Trung đoàn 29 bị tổn thất quá nặng, phải lùi dần về sau, nên quân khu 5 Cộng sản phải điều động Trung đoàn 31 của Sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt vào thay cho Trung đoàn 66, đang giữ Thường Đức, để đơn vị này ra tăng cường cho Trung đoàn 29, để làm chậm lại bước tiến của những người lính nhảy dù, Cộng quân cũng đã đưa trung đoàn 24 của sư đoàn 304 từ Quảng Trị vào đến chiến trường vào đầu tháng 9 năm 74 để tăng cường cho mặt trận. Sáng ngày 18 tháng 8, ba tiểu đoàn 1, 8 và 9 nhảy dù vượt tuyến xuất phát. Bộ tư lệnh sư đoàn dù cũng tung ra các đơn vị đại đội 19, 21 và 27 đa năng hoạt động để đánh lạc hướng tình báo địch mười hai đại đội đa năng là những đại đội thiện chiến ưu tú của sư đoàn nhảy dù được tổ chức ngoài bản cấp số quân số rút ra từ các đơn vị thống thuộc và được huấn luyện khả năng tác chiến như một đại đội độc lập trung tá nguyễn văn đỉnh lữ đoàn trưởng lữ đoàn một dù ra lệnh tiểu đoàn tám tiến theo tỉnh lộ bốn dọc bờ sông vu già bảo vệ cánh trái trục tiến quân tiến chiếm làng hà nha một và hà nha hai ở phía đông đồn địa phương quân cũ trên cao điểm năm mươi hai thiếu tá nguyễn quang vân tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tám chuyển lệnh cho đại quý phạm văn hiệu dàn đại đội tám mươi ba xung phong thần tốc tấn công thẳng vào làng hà nha để giải tỏa đồn địa phương quân khi trung đội một trên tám mươi ba trung đội trưởng là thiếu úy hoàng văn tiến vào gần tới bờ làng thì quân cộng sản bắc việt đồng loạt khai hỏa các binh sĩ dù bắn trả mãnh liệt Trung đội 2 do Thiếu quý Nghiêm Sĩ Thành chỉ huy, nhà vô cố bồ vừa bắn vừa hô sung phong vang rền, làm cho địch quảng hốt bỏ chạy hết. Nhờ đó tổ kinh binh của Tiến nhảy vào chiếm được bờ làng, đại quý hiệu Bảo Thành ngưng tác xạ, và Thiếu quý Tiến dẫn toàn bộ trung đội vào mục tiêu và bung trọng về phía tây bờ làng. Sau 40 phút giao tranh, đại đội 83 hoàn toàn làm chủ làng Hà Nha, đại quý hiệu cho bố trí binh sĩ canh gác cẩn mật đào hầm hố củng cố vị trí chiến đấu, kết quả tịch thu vài súng cá nhân vì quân số địch cỡ một trung đội Cộng quân chỉ chống trả yếu vì thấy binh sĩ dù đánh giặc hăng hái và bị nhiều mặt tấn công. Địch tức giận thua trận nên dùng đại bác không giật từ các cao điểm bên kia bờ sông bắn trực xạ vào làng Hà Nha. Xã trường quan sát của địch thật là chính xác. Trong khi binh sĩ đại đội 83 đào hầm hố gai miền Claymore, miền chiếu sáng đặt lính gác giặc, đại quý Phạm Văn Hiệu điều chỉnh hỏa tập cận phòng với sĩ quan tiền sát anh cận vệ dọn cơm cho hiệu ăn ở cái bàn nhỏ trước một ngôi nhà tranh hiệu thấy trời sáng trăng sợ địch ở đỉnh cao bên kia sông trông thấy nên bảo dọn vào nhà vừa ăn được nửa chén cơm thì nghe đùng một tiếng cái bàn gỗ trước nhà bị nguyên một trái năm mươi bảy ly không giật hiệu giật mình nếu sớm chừng năm phút thì nguyên tổ chỉ huy của đại đội tám mươi ba đã tan tành sau đó địch khai hỏa tứ phía, sân pháo trực xạ từ các đỉnh núi bên kia sông, hỏa tiễn 122 ly, đại bác 130 ly, liên tục pháo kích vào làng Hà Nha, dứt tiếng pháo thì cả tiểu đoàn địch đồng loạt tấn công biển người vào đại đội 83. Nhờ đã chuẩn bị hố chiến đấu vững chắc, các binh sĩ nhảy dù đã bắn trả mãnh liệt, hiệu cho súng cối 60 ly bắn nghiệm trợ sơ khởi, sĩ quan tiền sát gọi bắn các hỏa tập cận phòng, Thiếu quý Hoàng Văn Tiến và Thiếu quý Nghiêm Sĩ Thành ra lệnh bấm mìn Claymore, hàng loạt địch gục ngã, súng đại liên M60 và súng cá nhân AR-15 bắn tới tấp. Hết lớp này tới lớp khác, quân Cộng sản Bắc Việt cứ nhào tới đỉnh tràn ngập mục tiêu làng Hà Nha. Tiến và Thanh thật can đảm, hai sĩ quan này ra ngay tuyến ngoài, đốc thúc binh sĩ chống cự. Nhưng những loạt đạn vô tình đã kết liễu đời hai người hùng trai trẻ của đại đội 83. Đây là hai sĩ quan đầu tiên của tiểu đoàn 8 dù ngã xuống trên mặt trận Thượng Đức. Mở đường cho năm sĩ quan trung đội trưởng sau đó theo chân tiến ra đi, không hẹn ngày về. Đại quý hiệu điều động trung đội 3 của thiếu quý Lê Mậu Sức qua trám lỗ hỏng, nhưng sức cũng bị thương nặng, phải di tản chỉ còn chủng quý thạch huân và đẩy huy hiệu đốc thúc các binh sĩ dù cấu thủ cầm cự đến trời sáng thì địch rút lui để lại rất nhiều vũ khí xác địch và một số tù binh trong lúc đó tiểu đoàn một do thiếu tá ngô tùng châu chỉ huy khi cánh phải của lữ đoàn tiến chiếm mục tiêu đầu là cao điểm đông lâm trùi theo đường đỉnh Dãy Sơn Gia, tiến về phía Tây tới 1062. Đây là một đồng bó cũ địa thế xung quanh trống trải, dọc dài, tận chân núi. Các đại đội tiến quân dưới cơn mưa pháo của quân Cộng sản Bắc Việt, họ phải xung phong thần tốc, bám sát và đánh cận chiến để địch không sử dụng được các bãi pháo mà họ đã chuẩn bị sẵn. Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, tiểu đoàn phó, chỉ huy hai đại đội thanh toán các tổ cảm tử quân Việt Cộng đang đóng chốt trên những điểm cao, những hốc đá treo leo dọc theo dãy sơn gà. Một trở lực lớn là quá nhiều mìn bẫy, thuộc loại mìn hơi là bằng nhựa, nhỏ cỡ hộp thịt ba lát, loại mìn này có thể hủy diệt hai chân nếu dẫm phải. Tại đây đại đội 11 bị tổn thất hai chiến sĩ vì mìn hơi này. Hôm sau, lữ đoàn phải tăng phái toán ra mìn của đại đội một công binh dù để mở đường, Mục tiêu Đông Lâm được chiếm lĩnh dễ dàng vì không có lực lượng phòng ngự của địch. Tuy nhiên, các chiến sĩ dù vẫn gặp khó khăn trước những tấn công lẻ tẻ bằng súng đại bác không giật từ những hốc đá. Một toán tiền quân của đại đội 11 đã diệt được một toán tiền sát viên pháo binh của địch, gồm hai người đã chết do cục chân vì mìn hơi, và một người còn sống với đầy đủ máy truyền tin bản đồ và địa bàn từ đó vị trí các lực lượng bạn không còn bị pháo kích chính xác nữa. Sau khi chiếm được Đông Lâm, hai đại đội 11 và 14 trực chỉ tới mục tiêu B. Tiểu đoàn chính dù giữ trục chính, đi dọc theo cánh đồng ruộng phía bắc sông Vu Gia, chiếm lĩnh dãy đồi thấp có rừng chồi che phủ. Từ dãy đồi thấp phía nam dãy Sơn Gà, Trung Quý Nhân, đại đội trưởng đại đội 92, trung quý thăng đại đội trưởng đại đội chín mươi bốn đại quý trọng đại đội trưởng đại đội chín mươi cùng đại đội chín mươi ba của đại quý tửu băng qua một cánh rừng tràm để đến đồi ba tám ba rồi mới tiến sát tới đỉnh một sáu mươi hai các chiến sĩ của tiểu đoàn chính không sao qua đến được bìa rừng dưới chân núi Đông Lâm vì hóa lực từ cứ điểm B1 trên sườn núi Chế Ngự. Cứ điểm này vô cùng kiên cố, vừa ở cao vừa được che chở bởi các tảng đá chồng chất lên nhau. Tiểu đoàn chính đã dùng rất nhiều phi pháo nhưng vẫn không tiêu diệt được. Đại quý tủ bị thương chân nên Đại quý Đinh Văn Tường, tức Tường Trù Bi, từ Đại đội 90 ra thay thế từ đỉnh Đông Lâm tiểu đoàn 1 nhờ lợi thế hơn hai cánh quân bạn, nên tiến quân tốc độ cũng nhanh hơn. Do đó tiểu đoàn 1 từ cao điểm đã bảo vệ hữu hiệu sườn phải cho lữ đoàn. Qua sự phối hợp hàng ngang với tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 1 đã cho lệnh đại đội 11 đánh bọc hậu phía sau xuống cứ điểm B1, nơi địch đang cầm chân tiền quân của tiểu đoàn 9. Xuyên qua thung lũng, đại quý thể dẫn quân tấn công vào phía sau B1 một cách bất ngờ ở ngay sau lưng địch. Đối diện với cộng quân là tiểu đoàn chính dù đang bị cầm chân ở tại dốc đá. Nhờ lợi thế cao đại đội 11 để lại một trung đội ở B đóng chốt và giữ ba lô cho các trung đội khác. Thành phần còn lại lập tức tung hỏa lực xung phong đánh thần tốc và tràn ngập cứ điểm 1B. Quân Cộng sản bất việt quảng hút xả chốt chạy tán loạn. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Đại đội 11 đã kiểm soát hoàn toàn các đỉnh đá ở phía nam của B, chốt B1 được giải tỏa dễ dàng với chiến lợi phẩm là một súng cối 61 ly, một thượng liên 7AK, 4 khẩu B40, một điện thoại, một số đạn 72 ly nhưng không tìm được súng. Sau này tiểu đoàn 11 của trung tá Lê Văn Mễ dùng nơi đây làm chỗ đóng quân tạm thời cho bộ chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn 1 nhảy dù tấn công 1062. Trời sẫm tối, chờ bắt tay với tiểu đoàn 9 không được. Đại đội 11 phải tạm đóng quân đêm tại B và B1. Đêm đó đặt công địch bò trở lại đột kích B1 bằng B40 rồi bỏ chạy. Chỉnh quý tuyến trung đội trưởng bị hy sinh. Sáng hôm sau 20 tháng 8, địch pháo kích mạnh mẽ bằng đạn 122 ly vào B và B1, nhưng không chính xác nên không bị tổn thất. Khoảng 11 giờ trưa, Thiếu tá Quý và Đại đội 14 bắt tay với tiểu đoàn 9 cũng xuất hiện và đóng chốt tại B2. Kế đó, tiểu đoàn 1 nhảy dù tiếp tục tiến về cứ điểm C, một tiền đồng mạnh mẽ của quân Cộng sản Bắc Việt. Đại đội 14 đi đầu và chạm địch. Thiếu tá Nguyễn Văn Quý đi với cánh quân bọc hậu là Đại đội 11 của Đại Quý Thể. Một phần vì địa thế hiểm trở, thêm vào đó yếu tố bất ngờ không còn nữa, địch đã chuẩn bị sẵn sàng với hầm hố kiên cố để đón đại đội 14, lại thêm rừng cây cổ thụ cao to, ta sử dụng pháo binh rất khó vì sợ đạn chạm ngọn cây nổ từ cao gây thương tích cho quân bạn. Suốt ba ngày cầm cự, đại đội 14 không thể tiến lên được đành phải án binh tại chỗ. Thiếu tá quý đẩy đại đội 11 thọc sâu về phía Tây, rồi từ đó tiến đánh xe bằng hướng Nam quân Bắc Việt trên cao, quân ta dưới thấp. Nhưng nhờ hốc đá nên đại đội 11 bám sát tiến lần vào cách mục tiêu C khoảng 200 thước và phải dừng lại vì sợ lọt vào tầm lựu đạn. Tiểu đoàn 1 sử dụng Đại Bắc 57 ly và súng cối 81 ly để có thể bắn chính xác vào mục tiêu. Thiếu tá quý cho tập trung năm khẩu đại liên M60 chờ cho tiểu đoàn bắn hơi cay để địch chạy ra khỏi hầm trú ẩn, thì tập trung hỏa lực mạnh mẽ bắn phủ đầu địch. Đại đội 14 bất thần xuyên nhanh qua yên ngựa để chiếm xe, từng tổ ba người bò dưới hỏa lực tiến vào mục tiêu, dùng lũ đạn ném vào phòng tuyến địch, rồi lập tức xung phong chiếm hầm hố địch làm đầu cầu, kế đó họ bung rộng ra đánh chiếm từng hầm một. Thừa thắng, thiếu tá quý đẩy đội đội 14 qua thẳng 1062, nhưng mọi dự tính không xảy ra như mong muốn, và cũng từ đó đại đội 11 và đại đội 14 phải trả giá rất đắt. Sau khi địch tháo chạy vì sự tấn công quá dũng mãnh của các chiến sĩ thiện chiến tiểu đoàn 1 nhảy dù, hai đại đội 11 và 14 chia nhau bố trí lập vị trí phòng thủ sơ khởi để ngăn ngừa địch phản công. Một trận mưa cối sơn pháo 120 ly của bắc quân bổ xuống, tiếng nổ vang khắp trừng già, khói phủ mù mịt trận địa. Nhờ buông rộng và hàm hố kiên cố của địch để lại, nên binh sĩ ta tránh được thiệt hại nặng nề bởi trận mưa pháo tập trung và chính xác này. Càng tiến gần về 1062, địa thế càng hiểm trở trừng trậm hơn, cây to nhiều hơn, sườn càng dốc đứng hơn. Từ cứ điểm C nhìn lên mục tiêu, cao ở hơn hai vòng cao độ, theo bản đồ quân sự tương đương 20 thước, cách xa chừng 150 thước, Ta thấy rõ địch đang lố nhố chạy tới chạy lui tăng cường phòng thủ. Thiếu tá quý gọi sinh pháo binh bắn cắm chỉ lên mục tiêu đó ngày và đêm. Đây được gọi là mục tiêu D, một trong năm đỉnh của 1062. Giữa C và D là một thung lũng, eo yên ngựa, sâu khoảng 20 thước. Như vậy quân ta nếu tấn công mục tiêu D, ít nhất phải vượt lên một dốc đứng cao tới hơn 40 thước từ D địch thỉnh thoảng bắn trực xạ bằng đại bác và thượng liên xuống một tiêu C nhưng không gây thiệt hại đáng kể nào cho quân bạn. Lúc này tiểu đoàn tám và chín còn cách quá xa 1062 chỉ có tiểu đoàn một là gần và đang ở cao địa không ai bảo vệ cạnh sườn để tiếp ứng kịp thời để thấy địch hiểm trở dễ thủ khó công địch chuẩn bị chiến trường đợi ta với những trận địa pháo và hầm hố kiên cố đến 1062 có năm đỉnh nhỏ, năm đỉnh nhỏ này nằm theo thế liên hoàn, hiểm trợ cho nhau bằng hỏa lực dễ dàng, diện tích trọng khoảng hai đại đội mới bao phủ nổi. Tiểu đoàn 1 dù quyết định đột kích đêm và lợi dụng gió đông làm một trận hỏa công, lực lượng xung kích gồm hai trung đội với thiếu úy Lê Văn Bá chỉ huy một trung đội thuộc đại đội 14 và thiếu úy Trần Thanh Quang chỉ huy một trung đội của đại đội 11 đây là hai sĩ quan xuất sắc đã từng lập nhiều thành tích chiến thắng cho tiểu đoàn đại đội 11 làm thành phần trừ bị sẵn sàng tiếp ứng kịp thời cho lực lượng tấn công tần số liên lạc thuộc nội bộ của đại đội 11 do thiếu tá quý trực tiếp chỉ huy hỏa lực yểm trợ gồm súng cối 60 ly và 81 ly đã được chuẩn bị yếu tố tác giả sẵn sàng 6 giờ chiều ánh sáng mặt trời trong rừng già đã tắt hẳn hai trung đội bắt đầu xuất phát thiếu úy quang dẫn trung đội đi bên trái trung đội thiếu úy bá bên phải họ giữ đội hình đi song song và cách nhau khoảng ba mươi đến bốn mươi thước pháo binh một trăm lẻ năm ly của ta vẫn đều đều bắn cắm chỉ trên mục tiêu để địch lơ trốn trong hầm không ngóc đầu lên quan sát quân ta đang di chuyển một giờ hai giờ rồi ba giờ trôi qua tình hình vẫn yên tĩnh một thứ yên lặng ngộp thở vì mọi người đều lo cho số phận của đồng đội của mình hệ thống liên lạc vẫn tốt thiếu úy quan thì thầm trong máy trước gần địch tiếng chữ thầy của chúng nó nghe rõ mồn một đích thân được cẩn thận nghe quan thiếu ta quý trả lời nho nhỏ trong máy với giọng huế chay bỗng nghe một loạt đạn nổ bên phải rồi im lặng pháo binh ngưng tác giả hai cánh quân vừa bắn vừa hô xung phong vang rền cả núi rừng hoang vu lửa bắt đầu cháy trên mục tiêu nhiều nhất là bên cánh thiếu quý quan bộ chỉ huy tiểu đoàn một nhảy dù xin pháo binh chuyển tác xạ về hướng tây để bắn chặn quân địch tiếng của quan vang vang trong máy chiếm được đỉnh rồi đích thân hầm quá nhiều và nghiên cứu làm toàn bằng cây to mấy đứa con đang buông trọng chờ cánh quân bên phải trời tối đen như mật vẫn chưa liên lạc được thiếu quý bá mười lăm phút sau thiếu ta quý đứng dưới một tiêu xe, thấy trên đê có từng cụm lửa lóe lên chen lẫn trận địa pháo bằng súng cối sân pháo một trăm hai mươi ly của địch tiếng cổ quan vang lên trong máy chúng pháo dữ hóa đế thân nhưng hầm kiên cố không sao rồi hàng loạt tiếng đạn ak bốn bảy kêu rít tiếng quan thét trong máy chúng nó phản công đông lắm cho pháo binh bắn lên đầu tôi tụi nó đông như kiến mau lên pháo pháo mau lên ban đêm trời tối, đại đội 11 trừ bị cho quan và bá đang ở lưng đồi yên ngựa. Trung đội thiếu quý bá thì không liên lạc được ngay từ loạt đạn đầu, sau này mới biết được bá và bốn binh sĩ đã hy sinh vì miền Claymore, bị việc cộng lấy của sư đoàn ba bộ binh. Tiêu tá Ngô Tùng Châu, tiểu đoàn trưởng bảo quý, nếu thấy không được thì bảo quan trút về, đừng hy sinh nhiều, ta sẽ tìm cách khác. Nhưng quan không nghe lệnh, hoặc không thể nghe lệnh, hai trung đội độc kích của tiểu đoàn một nhảy dù đã gặp sự kháng cự phản công quá mãnh liệt quân số địch rất đông từ đỉnh cao khe núi và các địa đạo trong rừng cây ùa ra như đàn ông vỡ tổ lính nhảy dù trưa bắn không nghỉ tay trước khi gần hết đạn quan gọi thiếu tá quý phải kêu pháo binh bắn đạn nổ chụp ngay trên đầu thí quân quyết liều sống chết với quân cộng sản bắc việt trung Quý quan đã tập trung đạn của các binh sĩ bị thương bảo họ trúc còn quang thì ở lại bắn tới hết đạn và anh dũng hy sinh trên một tiêu đê đáng phục thai một sĩ quan can trường biết hy sinh bảo vệ thuộc cấp và làm tròn bổn phận với núi sông các đạn pháo cvt đã sát hại mười phần địch và ba phần quân bạn xác địch và ta nằm ngổn ngang trên đỉnh đồi một nghìn không trăm sáu mươi hai trung đội của thiếu úy quang có mười lăm chiến sĩ anh dũng hy sinh Đại đội 14 của Trung Quý Vệ bị kẹt cứng ở yên ngựa nhỏ hẹp giữa mục tiêu C và D, hóa lực Việt Cộng phủ kính từ D và 1062. Đại đội 14 tổng thất mỗi lúc một nhiều mà không tiến lên được bước nào. Pháo binh dù được sử dụng tối đa, nhưng địa thế núi cao cây rậm, pháo binh phải bắn góc độ cao mới gõ vào 1062 được, nhưng với độ chính xác thật ít. Thiếu Ta Quang lại dùng kế cũ, dương Đông kích Tây để Đại đội 11 về phía Tây để tấn công 1062 từ chính Nam, nhằm giải tỏa áp lực Đại đội 14 như trường hợp đánh mục tiêu C. Nhưng lần này sự việc không như lần trước. Đại đội 11 vừa mới đến triền núi phía Nam của 1062, thì địch dùng súng cối 80 ly từ góc đồi phía Tây bắn một cách dữ dội đại đội 11 bị hy sinh một tiền sát viên và bốn binh sĩ chưa kể một số bị thương. Trạng sáng, sau khi sử dụng pháo binh và súng cối 81 ly tối đa tối đa, đại đội 11 dàn ba trung đội tấn công 1062 từ chánh Nam, Hai bên quần thảo gần 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng đại đội 11 chiếm được đỉnh 1062, nhưng chưa đầy 10 phút quân Bắc Việt đã từ D1 và D2 đồng loạt khai hỏa bằng đủ loại vũ khí vũ trùm 1062, may nhờ hệ thống giao thông hào của địch để lại nên cũng giảm bớt phần nào tổn thất. Thượng liên cộng quân bắn liên hồi từ nhiều vị trí và nhất là đạn súng cối 61 ly của địch ngay đợt pháo đầu, thiếu úy Huệ đã bị thương. Đến 1062 trước đó đã bị phi pháo quần nát. Từ trậm rạp nay chỉ còn lại một đồi trọc với đất cát vàng, cây sới tung tóe Đại đội 11 không chịu nổi phải rút về triền núi phía nam. Huệ kéo xuống được, còn sát thiếu úy Quang bị cháy đen. Tổng thất đại đội 11 Thiếu Quý Quang và 15 binh sĩ hy sinh, 37 bị thương, trong đó có hai sĩ quan trung đội trưởng là Thiếu úy Huệ và Thiếu úy Quách An. Trong khi đó, Đại đội 14 cũng cố gắng xuyên thủng chốt địch trong hốc đá ở Yên Ngựa để lên 1062, bắt tay với Đại đội 11. Nhưng mọi dự tính công thành, Trung Quý Vệ bị thương, Trung Quý Bằng, Đại đội Phó Đại đội 11 qua thay, hai ngày sau cũng bị tử thương vì lựu đạn địch, eo yên ngựa giống như một khúc xương kẹt ngay cổ họng thật khó nuốt vô cùng. Trên đại đội 12 của Trung Úy Thọ và đại đội 15 của Đại Quý Lộc đi với thiếu tá Ngô Tùng Châu vẫn lục soát và làm thành phần trừ bị ở Đông Lâm. Trung Quý Thọ bị thương do pháo kích. Trung Quý Khánh truyền tên ra thay cũng bị tử thương. Vài hôm sau, tiểu đoàn 8 của Thiếu tá Vân vào thay. Tiểu đoàn 1 nhảy dù trúc về Hà Nha dưỡng quân và bổ sung quân số xa luân chiến, tiểu đoàn 8 nhảy dù xong trận. Theo kế hoạch, tiểu đoàn 8 nhảy dù được điều động lên thay thế tiểu đoàn 1 nhảy dù để tiếp tục đánh chiếm 1062. Cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn khi tiểu đoàn 8 bỏ Hà Nha chuyển lên núi để thay thế cho đơn vị bạn tấn công địch trên các cao điểm. Địch vào trận với lợi thế trên sân nhà, họ lợi dụng tối đa địa thế địa hình. Khi quân ta vừa băng qua một trảng trống thì bị địch ngăn cản rất mạnh mẽ. Nếu nhìn chung quanh có những tảng đá lớn trên bên trên sườn núi thì đừng có dại dột chạy vào ẩn nấp. Sau lưng tảng đá là một bãi miền gài sẵn. Địch từ vị trí thuận lợi trên cao nhìn xuống thấy rõ từng người lính đang hút thuốc, đang nấu nướng. Địch dùng súng cối 61 ly bắn vào quân ta. Khi tiểu đoàn 8 lên thay thế tiểu đoàn 1 nhảy dù để tiến chiếm cao điểm 1062, sức lực của đơn vị cũng đã sức mẻ phần nào còn lại bao nhiêu sinh lực ta dồn vào cứu chót, được ăn cả ngã về không. Đỉnh 1062 là một nấm mồ tập thể khổng lồ, chung không biết bao nhiêu sinh mạng của cả hai bên. Mỗi khi quân ta vừa chiếm được 1062, thì lập tức địch dội pháo điên cuồng xông lên quyết chiếm lại cho bằng được, cả hai bên mất đi giành lại đỉnh 1062 nhiều lần, cứ như hai gã thanh niên cùng tranh giành một cô gái thơm như muối mít, bên nào cũng đòi quyền sở hữu em gái, không ai chịu nhường ai. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quang Vân cho đại đội 84 của mình và 83 của Hiệu làm hai mũi dùi tấn công sườn phía phải đông 1062, chờ phi pháo dập nát đỉnh đồi, trời trời vừa chợp sáng, thiếu tá dân dẫn đại đội 81 của Võ Thế Hùng và đại đội 82 của Nam xuất phát từ chân đèo Thường Đức, leo lên dọc theo đường đỉnh về hướng Bắc, mục tiêu là đồi 1062. Các binh sĩ tiểu đoàn 8 dù leo dốc đứng, độ nghiêng 70 độ, đồng loạt tiến về mục tiêu, đứng trên 1062, ta thấy có năm đỉnh nhỏ nằm gần nhau làm thành hình tròn theo thế liên hoàn mặt hướng về tỉnh lộ bốn thì dốc đứng thẳng rất khó leo cộng quân thường dùng dàn thông ném một lần hàng chục quả lựu đạn xuống mỗi khi quân ta tấn công vào mặt này còn các hướng khác thì có bốn đỉnh nhỏ che chở nên một không trăm sáu mươi hai quả là một địa thế dễ thủ khó công từ tỉnh Lậu bốn muốn leo lên 1.062, phải qua những đỉnh nhỏ 126, 383, xuyên qua những yên ngựa chập trùng như sóng gợn. Hai đại đội 83 và 84 do thiếu tá Trần Toán chỉ huy băng qua khu vực tiểu đoàn chính nhảy dù với mục tiêu C của tiểu đoàn một nhảy dù, bọc vòng lên đỉnh cao bên dãy sân gà để từ mục tiêu C băng qua yên ngựa đánh lên 1.062 đại đội 81 của Đại Quý Hùng và 82 của Nam lợi dụng đêm tối lén bò lên đánh vào sườn dốc đứng. Vì mặt này địch chỉ phòng thủ hời hợt, chúng cho là ta không thể nào dám vào hướng này vì sẽ làm mồi cho lựu đạn. Ba giờ khuya xuất phát tấn công, sau khi cho phi pháo dập nát đỉnh đồi, Hiệu Minh và Hùng dẫn đầu các cánh quân trèo lên ngọn 1062, đại đội 84 của Trung Quý Hùng ốm, làm thành phần trừ bị đoạn đường gai góc hiểm trở những binh sĩ dù dùng kế dương đông kích tây họ lợi dụng địch đang phân tán phòng thủ và bị phi pháo dập liên tục Hồng minh và hiệu chia từng tổ ba người bò lên đỉnh núi diệt từng chốt nhỏ rồi leo lên đây là những giây phút đùa với tử thần mà cái chết đến với họ bất cứ lúc nào nếu một trái lựu đạn cố địch thả trúng hay bị trượt chân xuống họ có thể chết tan xác trèo lên bách đá dựng đứng cao hàng trăm thước. Trước khi tới miệng hầm, họ dùng lũ đạn tiêu diệt các chốt địch. Những người binh sĩ nhảy dù gan dạ, anh hùng của đại đội 81, 83 và 84 này đã phải tránh được từ năm đến hàng chục quả lựu đạn do địch từ trên cao ném xuống. Muốn sống, muốn chiếm được đội 1062, họ phải vừa quan sát, vừa trèo, vừa tránh né, làm sao để những trái lựu đạn đừng nổ trên nón sắt hay nổ ở lưng chừng núi không phải ai cũng được bình an tới đỉnh núi. Một quả lựu đạn đã rơi trúng nơi trú ẩn của thiếu úy Đoàn Tấn và chuẩn úy đến thuộc đại đội 81 khiến hai anh bị thương vong. Lúc quả lựu đạn vừa rơi tới, thiếu úy Tấn định nhào lại lấy thân mình che cho đồng đội nhưng không kịp nữa. Quả lựu đạn đã tung nổ khiến hai người bị trúng nhiều mảnh vào chỗ hiểm. Chuyện Trung úy Thạch và thiếu úy Hà Mai trường thuộc đại đội 84 của mình vì hăng hái leo lên nên cũng bị thương. Cái giá để chiếm được đồi 1062 thật sự là một cái giá rất cao, cao nhất của chiến trận mà các chiến sĩ dù đã gặp phải từ trước tới nay. Năm tiểu đoàn dù bị tổng thất nặng, nặng nhất là tiểu đoàn 3 của thiếu tá Võ Thanh Đồng, quân số hao hụt gần 50%. Đại quý hiệu dẫn đại đội 83 xuyên qua tiểu đoàn chính dù, tiến về mục tiêu C thay thế đại đội 11 của đại quý Trần Văn Thể, thể báo hiệu sư đoàn điện biên 304 đó phải cẩn thận vì địch có lợi thế cao và hầm hố kiên cố. Trên trục tiến quân có rất nhiều chứng ngại vật, cây cối ôm tầm và địch đã gà nhiều mình bẫy. Cộng quân dùng vàng ná phóng hàng chục quả lựu đạn xuống thật nguy hiểm vô cùng. Địch cũng bắn trực xạ bằng đại bác hoặc sân pháo. Vì thế các đại đội 81, 84 cùng đại đội 83 đã thử độc kích đêm nhưng không có kết quả. Địch chỉ ngồi trên cao đạp những tảng đá và luyện lựu đạn chạy xuống làm những chốt đóng gần bị thương hàng ngày quân số các đại đội cứ hao hụt dần. Thiếu tá Nguyễn Quang Vân thường gọi máy đốc thúc nhưng vì địa thế quá hiểm trở nên các đại đội cứ dậm chân tại chỗ. Sang ngày thứ tư sau ngày thay tiểu đoàn một nhảy dù vì không thể nào theo đường đỉnh yên ngựa tấn công nên lợi dụng ba ngày địch không chú ý, đại quý hiệu dẫn quân tiến theo đường thông thủy giữa hai đỉnh 1062 và đồi không tên ở phía nam 1062 khi tiền quân đại đội 83 tiến còn cách 1062 khoảng 50 thước, thì địch nghe động nhưng không phát giác là có nguyên đại đội. Cộng quân bắn dọa vì không ngờ quân ta dám leo dốc cao xuống thung lũng với thượng liên B-40, nhưng vô hiệu nhờ các tảng đá lớn hai bên sườn che chở, và đồng thời các đại đội 81, đại đội 84 bắn yểm trợ khiến địch phải phân tán mỏng để phòng thủ vị trí đóng quân giữa tiểu đoàn tám dù và địch quân chỉ cách nhau khoảng năm mươi mét đôi bên giữ thấy cày trăng lực gồm nhau đã suốt hai tuần lễ chờ cho đối phương sơ hở là thịt ngay tinh thần có mọi người luôn căng thẳng chỉ sơ suất một giây lát là vong mạng lúc tám giờ ba mươi tối cộng quân từ cao điểm hai ngọn đồi một nghìn không trăm sáu mươi hai bất thần tấn công xuống hai mặt các chiến sĩ dù phản công quyết liệt và gọi pháo binh tác xạ cận phòng dỗ ngay lên đầu địch. Quân Cộng sản thấy nhảy dù chống trả quyết liệt và pháo binh tác xạ dữ dội nên chúng rút lui. Sáng hôm sau địch quân tấn công ban ngày. Vì biết nhảy dù ở sát nách, chúng cần phải bứng gốc mới mong giữ được 1062. Các đại đội 81, 83 và 84 cho các chốt bung động ra và bám sát tuyến địch. Tất cả các tuyến đều chậm địch, Trung quý Vũ Đức tìm một trung đội trưởng bị tử thương, đại quý Đồng Văn Minh và trung quý Hà Mai Trường bị thương nặng phải di tản. Gần một tháng quần thảo, ta và địch đều bị tổng thất nặng quanh đỉnh 1062. Chiếm xong lại mất, mất rồi thì chiếm lại bằng mọi giá. Ngày 19 tháng 9 năm 1974, Lữ đoàn 1 dù quyết định tấn công chiếm đỉnh đồi 1062, ra lệnh cho các đơn vị lui lại 200 mét để phi pháo và pháo binh tác xạ liên tục từ 6 đến 7 giờ rưỡi cho quân địch không ngóc đầu nổi. Sau đó tất cả đơn vị xung kích nhảy dù xung phong tràn lên mục tiêu. Một số lớn cộng quân trung rẩy quỳ lại đầu hàng. Họ được đối xử tử tế, băng bó vết thương, cho ăn uống và hút thuốc. Họ nói... Chúng tôi nghe tuyên truyền rằng lính dù các anh ác ông hung dữ lắm. Sao hôm nay các anh đối xử tốt với chúng tôi quá vậy? Sau đó tiểu đoàn 8 dù bung rộng ra lục xót quanh đỉnh đồi tìm thấy trên 300 xác giặc bắt sống thêm 7 tù binh địch thu gần 200 khẩu súng đủ loại. Sau khi thu dọn chiến trường, tiểu đoàn 8 dù phối trí các đơn vị chiếm giữ các cao điểm và cho binh sĩ bố phòng chuẩn bị địch quân tấn công trả đũa. Nhờ vào địa thế cộng quân làm sẵn, các công sự nên các chiến sĩ dù cũng đỡ phải vất vả. Khoảng 2 giờ chiều, địch quân bắt đầu pháo tập dữ dội vào 1062 cho đến chiều tối. Sau đó tung ba trung đoàn 29, 24 và 66 của sư đoàn Điện Biên, đơn vị thiện chiến số 1 của tướng Giáp, tăng cường trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt, quyết tâm tràn ngập và chiếm lại cứ điểm 1062, khắp các tiền đồn điều chạm địch. Đến 1 giờ đêm ngày 20 tháng 9, Cộng quân ào ạt tấn công vào 1062 nhờ chuẩn bị trước tiểu đoàn 8 gọi pháo binh tác xạ vào các điểm hỏa tập tiên liệu cận phòng nên các chiến sĩ tiểu đoàn 8 vẫn giữ vững phòng tuyến đến 4 giờ chiều trung đoàn sông hồng tung thêm lực lượng trừ bị cuối cùng vào trận chiến vào giờ này lực lượng địch bu quanh 1062 dày đặc như ruồi bu quanh viên kẹo lữ đoàn 1 dù ra lệnh tiểu đoàn 8 lui binh về sau khoảng 200 thước dùng phi pháo tiêu diệt địch quân đang bao quanh đỉnh 1062 Đông Như Kiến. Sau các phi vụ oanh kích của không quân Việt Nam Cộng Hòa, tiểu đoàn tám dù trở lại tấn kích tái chiếm ngọn đồi chiến lược này, đồng thời tung thêm các đơn vị đa năng và trinh sát xâm nhập sâu vào các hốc đá khe núi, chỉ điểm các vị trí đặt pháo của địch. nên pháo binh và không quân phản pháo chính xác tiêu diệt được bộ chỉ huy trung đoàn sông hồng, đầu não của Việt cộng tại phía đông bắc của đồi 1062, khiến địch quân phải tháo lui, bỏ lại chiến trường trên 200 xác chết, nhiều súng cộng đồng và cá nhân bắt sống 40 tù binh thuộc Trung đoàn Sông Hồng. Ngày 2 tháng 10 năm 74, quân Cộng sản Bắc Việt dự định thêm một lần nữa tấn công biển người để tái chiếm căn cứ 1062, nhưng bị không quân Việt Nam Cộng Hòa và pháo binh dù yểm trợ hỏa tập kịp thời và chính xác vào các ngọn đồi 383 và 126, gây tổng thất cho địch trên 250 nhân mạng. Tiểu đoàn 3 nhảy dù tham chiến sau đó áp dụng chiến thuật xa luân chiến, tiểu đoàn 3 nhảy dù do trung tá Võ Thanh Đồng, tiểu đoàn trưởng và thiếu tá Trương Văn Văn, tiểu đoàn phó được lệnh vào thay tiểu đoàn 8 vừa ở đồi 1062 khoảng một vài ngày thì tiểu đoàn 3 dù bị địch trở lại phản công ào ạt, phía bắc Việt định tái chiếm đầu này bằng chiến thuật tiền pháo hậu xung, một số sân pháo của họ bắn trực xạ từ sườn núi đối diện ngày 29 tháng 10, chiều hôm đó trận địa im tiếng súng, tình hình các nơi yên tĩnh, nhưng binh sĩ canh gác tiền đồn thấy nhiều lá cây di động trong rất khả nghi. Thiếu tá Vân ra lệnh cho các đơn vị trực thuộc báo động đề cao cảnh giác, kiểm soát các tuyến phòng thủ, gài miền Claymore và canh gác cẩn thận, sẵn sàng tư thế đề phòng địch tấn công bất ngờ. Bỗng súng nổ liên hồi ở khu vực của đại đội 31 của đại quý Nguyễn Văn Đàn, bộ chỉ huy tiểu đoàn đứng trên đỉnh 1062 theo dõi chăm chú trận đánh. Cối 75 và sân pháp của địch từ những cao độ phía Tây Bắc bắn từng nhịp bốn trái và bộ đội Bắc Việt từ hướng đó đồng loạt tiến vào. Cộng quân dùng chiến thuật biển người, chẳng điều động ẩn nấp gì cả. Lính dù đồng đứng dậy khỏi giao thông hào bắn trả mãnh liệt. Súng bắn không cần nhắm, lựu đạn ném không cần lấy đà, hàng hàng lốp lốp cộng quân rơi trụng. Cuộc tấn công kéo dài trong nhiều đợt, bộ đội Bắc Việt đồng loạt tấn công vào tuyến phòng thủ của đại đội 31 đang đóng tiền đồn tại đỉnh Yên Ngựa 1062 và ngọn đồi không tên. Hàng trăm lính của sư đoàn Điện Biên cùng ào lên 1062 một lượt. Họ giành giật trên mảnh đất cằn cỗi tan hoang để tìm kiếm thức ăn. Họ tìm những bịch gạo sấy thịt hộp. Cuối đường của giải phóng Mỹ ngụy là sự tranh giành những hộp thịt được làm tại Mỹ. Thiêu tá vân nghe tiếng đại quý đàn hét trong máy xin pháo binh và phi cơ bắn lên đỉnh đồi vì địch đã tràn ngập hai bên phải đánh cận chiến bằng lưỡi lê và lựu đạn nhưng địch nhiều quá cứ liều chết nhào tới tấn công đại quý đàn và anh em trong đại đội cầm cự xông xáo tả sung hữu động người nào trên mình cũng bị nhiều vết thương áo ướt đầy máu đàn nguyên là sĩ quan cận vệ của trung tướng nguyễn viết thanh bộ chỉ huy tiểu đoàn gọi ba phi tuần khu trục dỗ bom napalm xuống đốt cháy sườn đồi sau đó từng đợt pháo binh bắn hỏa tộc trợ chiến sau khi pháo dứt những cán binh bác việt lại tràn lên thấy đàn bị thương nặng còn ngất ngư vì bị trúng nhiều mảnh anh dùng hơi tàn trút súng định tự sát thì người anh bị đạn ghim như lông nhím đang ngồi chết trân mà đôi mắt hãy còn trợn trừng không khuất phục đại đội 34 của Trung Quý Thư lên tiếp ứng thì gặp địch tràn tới đánh tơi bời thật không hiểm vô cùng. Địch hồ, hàng sống chống chết. Nhưng Thư cứ hăng máu lấy AR-15 quạt và kêu pháo binh bắn đạn nổ chụp lên đầu để cùng chết chung với năm phần địch một phần bạn. Một mình tiểu đoàn 3 nhảy dù mà phải cầm cự với cả trung đoàn của sư đoàn 304, địch cho các đơn vị thay phiên tấn công gần một ngày. Các sĩ quan dũng mãnh của tiểu đoàn 3 nhảy dù như đại quý Phạm Văn Thư, thiếu quý Tô Văn Nhị đã gọi pháo binh bắn lên đầu để cùng chết chung với hàng trăm xác địch. Do áp lực địch quá mạnh, lực lượng phòng thủ 1062 của nhảy dù phải rút khỏi cứ điểm này. Mặc dù có những công sự do cộng quân đã chuẩn bị các lô cốt bằng những khúc cây kiên cố, tuy nhiên địch quân quá đông phía nhảy dù trút lui để cho dụ địch tập trung vào đỉnh 1062, sau đó dùng hỏa công đốt cháy toàn khu vực ác liệt bằng bom napal và bằng các viên đạn lửa bắn vào bãi lau sậy. Ngày 1 tháng 11, Cộng sản Bắc Việt tái chiếm đỉnh đồi 1062, tiểu đoàn 9 nhảy dù được lệnh vào vùng tiếp ứng cho tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn chính dàn quân thành hai mũi, đại đội 93 của đại quý Đinh Văn Tường và đại đội 92 của Trung quý Nhân tấn công từ trên cao đánh xuống. Trong lúc đó bên sườn dốc phía dưới, Trung tá nhỏ cùng đại quý Trần Ngọc chỉ bày trận đánh thế nghi binh để cho địch quân tưởng là ta tấn công mặt này. Địch quân dùng dàn thung bắn thư rơi khiêu chiến, thách ngụy dù lên đánh vì biết địch quân lợi dụng hầm hố kiên cố trên đỉnh 1062, pháo binh của ta không làm gì được. Đại quý tường cho phóng lũ đạn cay lên buộc địch quân phải chui ra khỏi hầm, sau đó gọi phi pháo thả bom Naval hỏa thiêu đỉnh đồi 1062, đồng thời xua quân bao vây nguồn tiếp tế và nước, khiến địch quân chịu không nổi phải bỏ chạy. Ta và địch dằn co đỉnh đồi này nhiều lần, quân số đôi bên đều bị tiêu hao nhiều, Trung Quý Nhân bị thương cả hai chân vì đạp phải mìn hơi. Ngày 8 tháng 11, lực lượng nhảy dù phản công tái chiếm lại 1062 và lập tuyến phòng thủ quanh sườn đồi, dẹp tan các chốt lẻ tẻ của địch và thu nhặt xác các quân nhân nhảy dù bị tử trận trong thời gian trước đó, nhờ thời tiết giá lạnh nên các xác không bị hư hủy. Tiểu đoàn 1 nhảy dù sau 2 tuần nghỉ ngơi và chỉnh trang lại được đưa vào vùng phía bắc của 1062, thiêu ta phú biệt hiệu phú đen sử dụng tối đa các phi tuần a ba bảy oanh kích tối đa mục tiêu và áp dụng chiến thuật đánh địch bất ngờ và kín đáo bằng cách tung hai đại đội mười một và mười lăm duyên theo đường thông thủy tiến vòng lên phía bắc thay vì đi theo yên ngựa trùi bất thần quay lại tấn công chốt nhón vào d một và d hai vì hướng tấn công ngoài sự tiên liệu bắc quân chỉ chú trọng phòng thủ về hướng một nghìn sáu mươi hai nên chỉ tới trưa là đại đội 15 thanh toán xong D1 và đại đội 11 chiếm xong D2 với tổng thất xem như nhẹ. Đại đội 15 bắt sống hai tù binh, tịch thu hai thuận liên và một số súng cá nhân. Đại đội 11 thu được một súng cối 61 ly và một số súng cá nhân. Sau đó bắt quân tháo lui vì chịu không nổi phi pháo của Việt Nam Cộng Hòa ngày đêm dập vào các điểm trú quân của họ. Bộ chỉ huy cộng quân thấy khó giữ 1062 nên ra lệnh rút lui trong đêm tối rồi bọc qua sông Vu Gia đánh bất ngờ vào bộ chỉ huy của tiểu đoàn hai dù đóng gần Hà Nha. Thiếu tá Trần Công Hạnh tân tiểu đoàn trưởng cùng tiểu đoàn trừ đóng ở làng Hà Nha một, còn thiếu tá Nguyễn Văn Phương tiểu đoàn phó chỉ huy hai đại đội ở bên kia sông phải tả xung hữu đột mới phá được vòng vây. Sáng hôm sau, thiếu tá Phương cho các đại đội tung ra lục soát chuẩn quý tạ thái bảo dẫn trung đội tiến chiếm vị trí chốt mà địch đã đạt thượng liên bắn vào tiểu đoàn hai vừa báo cáo chiếm chốt xong thì nghe tiếng ầm tiếp theo là bụi cát bay mù nơi anh vừa chiếm chuẩn quý bảo hy sinh bởi quả đạn pháo kích từ đánh đồi cao gần chân đèo thường đức thiếu tá phương phái thiếu quý tăng thành lân chỉ huy trung đội chiếm lại chốt trên đồi nhỏ đó lên gọi pháo binh bắn nát rồi dẫn quân xung phong tiêu diệt toàn bộ địch trên cao địa này. Anh chuẩn bị lại hầm hố cẩn thận để phòng địch phản công. Nhưng khoảng 20 phút sau, địch lại bắn sân pháo ngay đồi và thiếu quý lân cũng bị hy sinh. Thiếu tá Phương lập tức kêu phi pháo đánh vào điểm đặt súng của địch. Hai bên giằng co nhưng không ai đến vùng tử địa đó nữa. Vài hôm sau, khi tiểu đoàn 2 được lệnh chiếm đỉnh 126 để bảo vệ đèo Thường Đức và gặp sự kháng cự mạnh mẽ của bác quân đang bám trụ tại đây, sau nhiều đợt xung phong của các chiến sĩ tiểu đoàn 2, địch phải đành trút chạy bỏ lại hàng chục vũ khí đủ loại. Phía bên nhảy dù cũng bị hy sinh ba sĩ quan tài giỏi là Trung Quý Thịnh, Thiếu Quý Trần Đại Thanh và Thiếu Quý Lê Hải Bằng, sau đó thiếu tá Trần Công Hạnh lên làm tiểu đoàn trưởng thật thụ và bạn cùng khóa 20 là Trần Tấn Hòa về làm tiểu đoàn phó. Tiểu đoàn 7 nhảy dù do thiếu tá Nguyễn Lâu, tiểu đoàn trưởng và thiếu tá Nguyễn Văn Quý từ tiểu đoàn 1 trở về làm tiểu đoàn phó, được lệnh nửa đêm cấp tốc tiến đánh suối Ba Khe, các chiến sĩ nhảy dù dùng chiến thuật dương đông kích tây cho chủ lực đánh bọc phía sau lưng khiến địch rối loạn hàng ngũ trút chạy chém về, để lại hơn 200 vũ khí đủ loại, hậu cần bị phá hủy và toàn bộ tiểu đoàn bị tiêu diệt. Đại quý Tu Trinh, người hùng diệt tăng ở Quảng Trị đã bị thương trong trận này. Trước đó Nguyễn Lô đã đứng trên đỉnh Đông Lâm thuộc dãy Sơn Gà tuyên bố nhất định chiến thắng để mừng Tết, và anh đã thực hiện lời nói một cách quá xuất sắc. Tiểu đoàn 11 nhảy dù tiến lên đỉnh 1062, thay cho tiểu đoàn chính trúc về non nước dưỡng quân và tái trang bị. Đến cuối năm 1974, thì sư đoàn nhảy dù trúc quân về quận Đại Lộc nghỉ ngơi, bổ sung thiệt hại và chuẩn bị cho chiến dịch kế tiếp, chỉ để lại tiểu đoàn 1 và 7 dù đóng ở khu vực đồi 52 và núi Đông Lâm cách đồi 1062 khoảng 4 cây số về phía đông, thường xuyên đưa các toán tuần tiểu vào khu vực đồi 1062 và sử dụng hỏa lực pháo binh để ngăn chặn sự xâm nhập của cộng quân. Kể từ đây, tình hình quân sự tại cả hai phía Nam và Bắc đều Hải Vân hoàn toàn yên tĩnh cho đến khi sư đoàn nhảy dù bắt đầu rút quân khỏi quân khu 1 khoảng trung tuần tháng 3 năm 1975. Tổng kết tổng thất trong 3 tháng giao tranh từ khi khởi đầu chiến dịch Thường Đức – vào ngày 15 tháng 8 liên tục trong 3 tháng chiến đấu ác liệt quanh khu vực đồi 1062, các đơn vị nhảy dù đã thiệt hại đến 50% quân số, với gần 500 chết và 2.000 bị thương. Sư đoàn nhảy dù sử dụng luân phiên tổng cộng 7 tiểu đoàn trong chiến dịch này, và đến giữa tháng 11 có đến 6 tiểu đoàn hoạt động trong khu vực đồi 1062 ba trung đoàn Cộng sản Bắc Việt 24, 29, 66 gần như bị xóa tên với 2.000 bộ đội chết và 5.000 bị thương. Cả hai bên đều kiệt sức sau một chiến dịch đẫm máu.